Tóc đừng có hối được rồi. Đừng có hối hả? Dạ. Em không thích hối hả? Dạ. Hối sao mà không thích? Dạ em không thích hối à, nhìn kỳ kỳ sao á. Gì đâu kỳ. And then and then và cái đầu anh là điểm nhấn. Không sao cả, có thể ngay tại hôm nay, ngay tại lúc này chúng ta không tìm được một nửa của mình. Nhưng mà khi đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, rất còn nhiều cái cơ hội với chúng ta. Chúng ta có thể là tham gia vào trong, đúng rồi, đúng trong fan club của Bạn Muốn Hẹn Hò. Biết đâu đó sẽ có một nửa của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ như thế nào. Hả Màng? Mời bạn nam. Rần rần. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình trước đi. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Oanh ạ, 28 tuổi. Hiện đang bán bánh online, đồ ăn vặt trên mạng ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú ạ. Tân Phú, rồi. Anh tên gì, anh đến từ đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Hưng. Em đến từ Củ Chi. Củ Chi có khoai mì đúng không? Dạ, đúng rồi. Bên kia bán bánh bông lan, về mình làm thêm bánh khoai mì thì cũng ngon ạ. Ngon hả? À, anh bao nhiêu tuổi rồi? À, nay 33. 33, nghề gì? Chăm sóc bệnh nhân. À, điều dưỡng đó hả? Làm điều dưỡng như vậy được bao năm rồi? À, nếu mà làm thì tính ở Bệnh viện 11 thì khoảng 3 năm. 3 năm. À, còn làm ở Củ Chi thì khoảng 6 năm. Có mối tình nào chưa? Nếu mà 33 tuổi mà không có thì không đúng. Đúng rồi. À, có hai mối tình. Hai mối tình. À, một mối tình thì cách đây khoảng 6 năm. Còn một mối tình cách đây khoảng 1 năm. Bên kia có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chắc chưa. Chưa? Chưa có mối tình nào. Ủa lý do tại sao? Tại em đi làm giao hàng xong là em về nhà. Em ôm laptop rồi làm máy tính vậy thôi chứ em không có giao tiếp ở bên ngoài. Thì bây giờ thích con có bạn trai chưa? Thì dĩ nhiên thích rồi mới lên đây. Bạn có điểm mạnh với điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, thích chơi thể thao này nọ. Còn cái điểm yếu nhất á là ít nói, đụng về lắm, hậu đậu. Đâu, đụng cái đó gì quá. Nếu mà làm bánh làm đồ sao mà hậu đậu được? Dạ hậu đậu nó mới bị phỏng hay cái gì đó. Hậu đậu trái sao em? Trái quên là trái rồi sao? Trái bánh rồi sao? Em thích mẫu người thế nào hả Quanh? Cái mẫu người của em thì cao hơn em tí nhưng mà người hơi tròn. Tại vì em đã tròn rồi, em cũng muốn gần tròn. Tròn, có tròn. Tròn là sao nữa? Dạ cao khoảng 1m65 hay là 70. Dư xăng, ngoại hình gì nữa không? Mắt, dạ, không mũi, à. Tai, tóc gì đó? Tóc đừng có hói được. Đừng có hói hả? Dạ. Em không thích hói hả? Dạ. Hói sao mà không thích? Dạ em không thích hói à, nhìn kỳ kỳ sao á. Gì đâu kỳ. Có hói mình có thuốc cho bạn uống nha. Có mắt he. Mắt he ha, uống vô hết hói. Nhưng mà bây giờ em có điều nào em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc lá nè, hay là nói tục. Có nói tục không? Cái suy nghĩ của mình nói là không phải là mình nói là cái suy nghĩ người ta nói bậy mà trời. Người ta không có bậy. Suy nghĩ bậy mà không có bậy. Nói bậy mà không suy nghĩ không có bậy. Nói bậy mà suy nghĩ không có bậy. Nếu mà đã suy nghĩ không bậy tại sao phải nói bậy? Tại vì nhiều khi mình nói cho vui. Ví dụ mình làm cực quá mình phải nói cho vui, nói cho những cái nên nó thoải mái lại tinh thần. Ủa sao vậy? Dép đâu? Nông dân mà đâu có. Trời ơi, vậy luôn á hả? Đẹp ha? Tượng mà. Ấn tượng. Anh thích người phụ nữ thì sao? Thì người phụ nữ thì dễ nhìn, dịu dàng. Sao là dễ nhìn? Tại vì mình nhìn là thấy cảm thấy được là mình. Mình cũng đâu có đẹp. À, rồi còn cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? À, phụ nữ thì không thích là có cái là mình làm việc gì thì ví dụ mình phải nhớ là này kia. Ví dụ, à, ví dụ nhớ là anh gọn đó hả? À, nhớ không nhau phải là hả? Mình nói là làm cái gì phải gọn gàng cái đó. À. Tức là hậu đậu không có được á. À, bên đây hơi hậu đậu. Không thì hơi thì cái chuyện đó mình về mình sẽ cải thiện sao anh? Rồi. Nó thôi bây giờ nè, vô chuyện cưới hỏi vụ về rồi chừng nào đám cưới được. Nếu mà được thì năm nay hoặc năm sau. Là dễ có làm dâu không? Làm dâu thì đó là cũng tùy. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì để mà cưới vợ chưa? Chuẩn bị thì chuẩn bị đầy đủ hết.
Mình ở chung trong nhà luôn với mấy anh chị hay là mình ra ở riêng? Không, thì ở chung với ba mẹ. Củ Chi đất nhiều không? Đất thì cũng rộng. Củ Chi rộng lắm mà, đất đai trù phú lắm. Nếu mà nói thì cái nhà thì lên đây thì nếu mà đem lên đây thì cho mướn tháng cũng được mấy chục triệu. Mà điều buồn cái nó nằm ở dưới. Nằm ở dưới. Khổ ghê. Phải mà ginh lên đây được thì ginh rồi. Ginh lên được rồi đâu ngồi đây. Đúng rồi. Nói chung là chất phát thật thà. Ô, em làm dâu được không? Thì làm dâu cũng được nhưng mà em thấy anh bên kia xa quá cho anh. Tân Phú thì chạy cái rác Cộng Hòa thẳng hoài tới Củ Chi rồi. Củ Chi gần sạch à chị hai. Tại em muốn ở gần với ba mẹ em nhiều hơn, tại mình em là con một á. Hay hỏi anh kia bắt rễ được không, anh chịu không? Ở rễ được không trai? Nếu mà ở rễ được thì ở. Tại vì nhà đâu có đâu ai mà nhà nam không à. Yên tâm à. Có chỗ không? Dạ nhà của em cũng lớn à. Được, vậy cũng được á. Bây giờ anh hỏi là thí dụ giờ cái người đó yêu em dữ lắm luôn, hai người thương nhau dữ dội lắm, nhưng bị cái hói đầu á thì sao? Hói nhiều không anh? Nhiều. Vậy thì sao? Cái này thì mình cải thiện sao cũng được á. Chỉ có anh băn khoăn chỗ đó thôi. Dạ. Chứ thấy hai người cũng cũng ăn bánh bông lan nhiều lắm á. Bây giờ hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. Rồi để hỏi mẹ là cái vụ bắt rễ coi. Dạ chào cô. Chào cô Cát Tường. Dạ. Thì tôi chỉ có con một thôi, cũng mới bắt rễ mà tại vì mình cũng đâu có muốn bắt buộc con được. Thí dụ như điều kiện con nó ra riêng hay là theo chồng thì cũng phải chấp nhận thôi, mà nếu mà có điều kiện ở rễ thì quá tốt. Dạ. Dạ. Thì nhận xét bên đây thì thấy cháu đây nó là làm về bên điều dưỡng thì thấy cũng hồi xưa quanh nó cũng chọn nghề điều dưỡng mà tôi không cho đi học ngành dược, để nghĩ là điều dưỡng cực quá, cho ngành dược cho nó khỏe, học lấy cái bằng rồi để đó không đi làm. Dạ. Bây giờ lại mê đam mê nghề làm bánh, làm bánh rất là cực, cũng chọn nó nói hậu đậu vậy, thực tế là không phải mình tự mình vuốt đuôi con mình, nó làm đâu gọn đó, nó nghĩ là tôi làm lớn tuổi rồi không có dọn dẹp được trong ngoài gì một tay nó hết. Dạ. Dạ. Có đi với ai không? Dạ đi với đồng nghiệp. Rồi, anh đồng nghiệp. Xin phép chào chương trình. Em là em út của anh Hưng. Cũng hiện tại cũng công tác chung với anh Hưng tại bệnh viện quận 11. Cái tính cách của anh Hưng thì một con người rất là thật tình. Ảnh đã làm cái việc gì thì cố gắng làm cho nó hoàn thành rất là tốt. Việc làm rễ hay này kia rồi nấu ăn rồi này kia là anh Hưng là số 1 luôn á. Thì nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Em thì em thấy chị bên đây thì cũng được, nhưng mà sao? Tùy duyên của anh chị nữa thì em xin hết. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn anh. Bây giờ chuẩn bị hai bên gặp mặt ha. Nói tóm lại là nó cũng có nhiều thứ mà mình phải cẩn thận trong lúc gặp gỡ ha. Làm sao? Làm sao? Hả? Nhà trai có lũng đoạn gì hả? Không có gì hết á, nói chung là phải tạo ấn tượng lúc đầu. Phải có những thứ cô gái chưa thích lắm. Rồi, bây giờ mở màn. Bình tĩnh nha. Đó. Trời ơi. Tặng quà tặng gì đi. Trời ơi, cái gì vậy lớn. Dạ, em cảm ơn anh. Dưới này mình là dân Củ Chi thì mình có món đặc sản của Củ Chi tặng em dùng Lễ Hảo. Dạ. Tặng cho anh Quỳnh Linh một dùng giống bà cụ bán bánh. Tặng cho ô củ khoai mì được rồi. Bác cái đi xuống tặng bác nói sao tặng bác. Xin phép luôn nha, xin phép làm quen con gái bác luôn nha. Xin phép bác tặng bác một nhét cái khăn xuống đi ông ơi. Thôi để vậy luôn. Không để vậy luôn đi trời. Và xin phép bác để bác cho con dưới quanh quanh được làm bạn với nhau. Thì bác cho phép ăn thua đi quanh. Dạ. Thì nó thôi thích hợp để chọn. Rồi, bác rồi. Chọn rồi đó. Rồi. Để yên nguyên khoan. Đừng mở ra. Mở ra mất ấn tượng. Dạ. Thấy em sao ạ? Em thì cũng dễ thương và đẹp. Anh có thể cởi cái nó. Cái gì? Cái gì mới gặp kêu cởi cái gì? Cái gì cởi cái anh tròn lên đầu được không ạ? Từ từ nha. Nhưng mà đừng có ấy nha, nãy em không thích nè. Thành anh mới... And then
Dạ. Cái này chắc anh có thể cạo luôn. Trời ơi, nãy nói rồi mà. Có thể cạo mà. Có mát he rồi, yên tâm không có lo. Nãy qua tôi cũng không thấy rõ vụ này ta. Nãy qua là tại vì một cái nơm bơm. Anh quan niệm hôn nhân thế nào á? Hôn nhân thì đều kết hợp giữa hai người với nhau thì nếu mà hợp ý tình. Anh thích coi phim không ạ? Coi phim thì anh cũng thích coi mà tại vì công việc rất là nhiều. Tại nhưng vì mà anh nhiều vậy thì anh có dành thời gian cho em được không? Nếu mà một tuần một lần hai lần thì được. Tại vì nếu mà nói thật sự luôn anh ở trên này thì anh cũng có nhà ở Tân Phú. Tại vì anh làm ở Củ Chi là 6 năm. Bệnh nhân của anh trên đó cũng rất là nhiều. Nên anh cũng đi làm về ở làm đây rồi giờ trở làm phim. Với lại em nói trước luôn là cái da mặt của em nó không được đẹp á. Trang điểm trên này thì thế vậy thôi. Nhưng mà nếu mà tháo cái vóc trang điểm đi á thì em sẽ thành một cái người khác. Em không biết anh có chấp nhận em hay không. Người khác là người sao? Nó mặt nó đen với lại nó không có được như thế này đâu. Người Việt Nam mình sinh ra người sao thì mình cứ để như vậy. Đẹp tự nhiên, nét đẹp tự nhiên thì nó lại tốt hơn. Bạn nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Có cái đầu, nhưng mà em nghĩ là cái này không có vấn đề gì. Quan trọng là cái nội tâm bên trong thế nào. Hai người có thể hùng nhau mở tiệm bánh bông lan không? Được. Nếu mà em mở bánh bông lan anh cắm bông để bán. Đó bông, vỏ bông đó là anh cắm á. Là anh tự thiết kế vỏ anh tự cắm luôn. Quá đẹp nha. Không ngờ là anh lại có hoa tay như vậy. Anh cắm nè, cái này là cái que cái luôn hả? Em nè. Thiết kế luôn. Ồ vậy đẹp rồi. Vợ làm bánh bông lan, chồng làm bông. Hai người bán cũng được á. Ha. Thôi. Đó là những cái phút giây ngắn ngủi để chúng ta trò chuyện với nhau. Và bây giờ là đến phút giây quan trọng nhất. Chúng ta hãy lắng nghe. Bản thân mình đang muốn gì, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình và quyết định. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội. Cảm thấy không phù hợp thì không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn nhé, hợp đấy, đàn trai thật thà chất phác, cô gái cũng vậy nữa, mình nắm tay cái để cảm giác ban đầu gặp gỡ. Trời ơi, tay lạnh quá. Hả? Xứng đôi ghê. Cảm giác thế nào? Ấm. Đây những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có thời gian lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, và áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, lấy hoa về đi. Đây, mình bỏ vô cái thúng đây nha. Hoa, bánh. Rồi, đúng rồi, đó. Rất là dễ thương. Thu hoạch quá ha. Bác nông dân bữa nay thu hoạch nhiều dữ. Mập mạp, múp míp, mụm mỉm, dễ thương.